gột, Vân nghe mình gột ơi. Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh Em Vào Sài Gòn Để Du Lịch nhé. Bây giờ là 6:30 sáng, mình đang có mặt ở bên đường Tân Mỹ. Nay qua đây chia sẻ giới thiệu đến cô chú anh chị bạn đó là món bún gà của chị gái bán 6 ngày sau món này. Món này là món cuối cùng mình quay trong 6 ngày đó cả nhà. Bây giờ đến đây thấy khách rất đông, không gian là ngồi trong kín hết rồi cả nhà. Đây đấy. Ở đây địa chỉ tại số 2-3 đường Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, quận 7 nha cả nhà. Bây giờ cô chú chị bạn ai mà có đi ăn thì mình đi từ ngoài thị trấn Xuân Soạn nhỉ. Đi vô đây đường Tân Lý tầm 50m là thấy quán của chị bên tay trái liền. Ở đây cái thời gian chị mở bán từ 5:30 sáng cho đến 9 giờ hơn nữa cả nhà. Bên đây là 4 miếng gà 20k này. Thấy trong cái tủ này, có gà xé, gà chặt này, đùi cánh, ức này. Bên này là mè này. Thấy hấp dẫn rồi cả nhà. Thấy quá trời thịt gà trong tủ. Em chào anh chị nhá. Dạ. Dạ, hôm nay đông quá. Món miến gà nghe chị nói là rất đông khách các cả nhà. Ở đây có miến gà, hủ tiếu Nam Vang, phở bò, ba món đấy thì mình thấy khách là đông khủng khiếp luôn. Bây giờ chị lại châm cái nồi cho đầy luôn. Đổ trong cái nồi thấy quá trời huyết ha. Huyết với măng, chắc ở trong là có xương gà rồi. Ở đây trời đang mưa lâm râm mà khách là đi ăn rất đông, mình đi ăn về để xe bên kia đó cả nhà. Trời sắp mưa. Chai chuyên là chốc bún mới là miến. Đây là miếng gà 20k hả chị? 20, dạ, 20, 25. 30 luôn. Dạ. Đầy đủ, dạ. Đây có gà xé, gà chặt, tùy khách ăn nhé cả nhà. Rồi, của em gì cô cha? Em miếng gà chặt mề. Gà chặt mề. Còn bạch hả hai cưng? Miếng hả chị? Miếng gà chặt mề, rồi cho chị 25 đi em. Miếng trồng đen nè em ơi. Đấy, khách ngồi ăn ở trong rất đông cả nhà. Mới cho chị 30 nè Nhi ơi. Đây có nguyên một nồi đầy ắp nữa này. Đây chị châm liên tục. Miếng nhà miếng gì em? Chị ăn câu bún tô miếng phải không? Đúng rồi chị ăn câu rồi tô gan. À đúng rồi. Của má là 20, 25, 30. Nhà 20 thôi 30.
Nhấn bịch còn nhiều không nè. Đặc biệt đó, đùi có 25 ngàn nè con ơi. Dạ. Để gan nhiều gan hơn mấy kia. Để cho nguyên cái đùi anh ta làm miếng ra miếng chặt nha, có 25 ngàn. Dạ. Đấy giá bán là quá bình dân. Miếng hả chị ơi? Chị ơi miếng 24 chị ơi. Đặc biệt đó, đầy đủ các món. Như cứ đến mấy cái ngày đông mà có người phụ thêm không chị? Không có. Một bún một miếng. Dạ. Có nhỏ kia nó thế. Dạ. Xé nha cho em vậy. Dạ. Một bún một miếng. Một bún một miếng là xé. Dạ, xé với mày. Dạ. Em hai miếng gà hai lần với một bún cái gì. Để viên kia mình thấy mua nhiều tiền có. Bún một miếng gà xé mẹ nè anh gột vâng em anh gột ơi. Bún gà chặt thêm lòng lấy hộp nha. Hai nó nói không chơi. Hai mươi hai con. Bún gà chặt thêm lòng lấy hộp. Bao nhiêu? Bún gà chặt thêm lòng 25 ngàn, 27 ngàn. Đây 27 ngàn đây. Cái hộp nó có 8 ngàn. Rồi cục vàng vâng em ơi cục vàng. 27 ngàn á, bún gà chặt thêm lòng á, lấy hộp á. Không thối gì cho nhanh em thối lâu lắm.
gái ở đây làm rất nhanh. Một cái hộp nè, miếng con chả bún 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 rồi nè em chị em ơi, em hai miếng rẻ không bà, hay làm với bọc bún người cho chó là sao, tổng cộng là ba bịch phải không? Hai bịch 25, 20 bịch 20 để nhiên. Buổi sáng ngồi ăn rất đông vui ạ. Tôi bớt cây rất nhiều. Thôi có bịch sẵn rồi ba ơi, hỏi vô. Hai tô cá lồng. Nè, hai bịch 50, một bịch 20. 20 sau này để riêng nha con. Để con học bún rồi ba. Xài những cái bếp than khi nào cũng nóng hổi sôi sục sục. Của ông Mại này Nam ơi. Thế hai gà chặt em ơi.
chồng chị là chục bún là không kịp vươn tay làm liên tục. Những ngày này mình bán một ngày bao nhiêu con gà chị? Buổi sáng này bán bao nhiêu con gà đấy? 15 con. Dạ, 15 con. Ngày 20 kg là sẽ. Vâng. Lòng mà nó cũng mấy 20 kg. Dạ, ngày gì chiêu? Quá trời. Rồi.
Gà chặt này. Ồ, đây là gà chặt 25.000 nhé. Gà chặt có thêm lòng bè này, 25.000 huyết. Đây là gà chặt này, chị cho mình đùi này. Thấy nguyên một cái đùi gà như vậy nhỉ, cả thịt nha. Thấy hấp dẫn hơn. Đây huyết này, bè này, măng này. Đây là mình ăn miến nhé, ai thích ăn miến thì ăn, bún thì ăn. Sợi miến này. Đây sẽ có rau này, ớt chanh này. Rau đây là bao ăn nhiều này, ai thích ăn bao nhiêu thì ăn rau, bao nhiêu thì lấy nhé. Cho miếng rau vô rồi. Bà cho cuốn dịu bạn nhé. Đây thấy nước thì vừa ăn, không có dầu mỡ nhiều, ngọt. Cái nước lèo quá, nó đậm đà quá, đậm đà quá, cũng nhiều quá, thấy quá thịt gà, thấy rất đông. Da gà nó ăn thấy giòn nhỉ, da gà thịt nó ăn được. Cái cửa rất đông rồi. Nước đây ăn vừa ăn thôi. Nước này vừa ăn mà khỏi mềm mém gì nữa. Đây ăn đũa. Ăn lại gì? Miếng giò. Ngày bún gà. Bún gà cũng nghe. Ngày bún gà, không có bún giò. Nguyên gà, khúc đuôi rồi. Dạ. Bún khé. 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 Con thịt nó chắc. Miếng hả? Miếng té của ai? Có hai bé gái nha, hai bé trai. Cảm ơn cô chú bạn rất nhiều nhé. Theo mình ăn này thấy ok.